Dạ vâng, Nobita xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay thì nhận được cái lời đề nghị của một số bạn sau khi xem một số cái video mình về làm cái ứng dụng Bluezone khẩu trang điện tử của Bộ Y tế và BKV phối hợp sản xuất. Thì có rất là nhiều bạn vẫn đang thắc mắc và cũng đã không biết cách tải như thế nào, hoặc là các bạn có trình bày rằng là khi tải về thì các ứng dụng của Bluezone của bạn không hoạt động, hoặc là nó không cho phép xác minh số điện thoại, và có mong muốn mình sẽ hướng dẫn các bạn ý cách tải như thế nào trên cái hệ điều hành Android và iOS. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ thực hành trên cái điện thoại Android, đó chính là một cái loại điện thoại của Xiaomi, một hãng điện thoại của Trung Quốc. Thì các bạn nên nhớ rằng là đối với hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ tải trên Safe Play, còn đối với hệ điều hành iOS thì chúng ta sẽ tải trên hệ điều hành App Store. Có một số lỗi mà các bạn sẽ không tải được trên Safe Play hoặc là iOS là do các bạn chưa đăng ký tài khoản, đó chính là tài khoản Gmail của chúng ta. Nếu có một số bạn thì mình đã có hỏi là tại sao lại không tải được, thì các bạn nói rằng là mình có hỏi rằng là các bạn đã tạo và đăng nhập trên iOS hoặc Android chưa, thì các bạn nói là chưa, thì đấy cũng là một cái nguyên nhân các bạn có thể liên quan tới. Ở trên Safe Play thì chỉ đơn giản đối với hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ chỉ cần các bạn nhìn thấy ở đây là chính là Bluezone điện tử. Các bạn kích vào thì có rất là nhiều loại Bluezone. Thì các bạn nên nhớ rằng là sẽ nên tải cái ứng dụng Bluezone có hình gạch chéo, hình con vi root Bluezone các bạn nhé. Có Bluezone ở dưới này nó rất là nhiều. Có nhiều bạn bảo tại sao em tải về lại không phải là Bluezone kia. Thì có rất là nhiều ứng dụng Bluezone COVID-19 này. Đó, rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở cái phần mềm của Bộ Y tế thì nó chính là cái Bluezone này. Chúng ta sẽ ấn cài đặt. Tùy vào cái tốc độ, các bạn có thể tải bằng 3G hoặc là Wi-Fi. Nếu các bạn tải Wi-Fi thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều các bạn nhé. Nếu tải bằng 3G thì nó có khả năng tùy thuộc vào cái tốc độ của bạn. Rồi, ok, điện thoại mình đã tải về xong và bây giờ nó sẽ hành đi cài đặt. Đợi cho điện thoại nó sẽ quét cái trình duyệt virus. Mình khuyên là các bạn chúng ta nên sử dụng cái ứng dụng này nhé. Theo khuyến cáo thì nên 3 trên 30 triệu dân Việt Nam mà sử dụng cái ứng dụng này thì nó sẽ rất là tốt trong cái việc phòng dịch chống Covid. Có rất nhiều bạn bây giờ cũng đã không hiểu và cố tình không sử dụng. Mặc dù các bạn có điện thoại thông minh thì mình nghĩ là chúng ta nên hợp tác với chính quyền để làm sao đẩy lùi được cái dịch Covid. Rồi, sau khi vào ứng dụng như thế này thì nói ứng dụng sẽ yêu cầu chúng ta nhập số điện thoại để mỗi. Tại sao lại phải số điện thoại ạ? Tại vì mỗi số điện thoại này nó là một cái số điện thoại có đầy đủ các thông tin cá nhân của bạn, ví dụ như là nơi ở này, ngày tháng năm sinh này. Đó thì như các bạn đã biết ấy, thì khi chúng ta đăng ký SIM chính chủ ấy, thì bao giờ chúng ta cũng phải đăng ký theo chứng minh thư đúng không ạ? Địa chỉ quê quán, số điện thoại của chúng ta đấy, thì chúng ta sẽ đăng nhập số điện thoại vào. Rồi, sau khi đăng nhập số điện thoại vào thì các bạn sẽ đợi. Họ sẽ gửi về cho chúng ta một cái mã xác nhận 464993, 464993. Kích hoạt. OTP thành công. Và tiếp tục thì ứng dụng nó sẽ yêu cầu hỏi chúng ta rằng có cho phép truy cập vị trí của thiết bị này. Cho phép. Và tiếp tục thì nó yêu cầu chúng ta phải bật Bluetooth vì đơn giản thôi. Bluetooth thì yêu cầu ứng dụng là nó sẽ yêu cầu chúng ta phải bật Bluetooth. Tại vì sao ạ? Nó sẽ quét những cái trường hợp mà có sử dụng ứng dụng Bluezone như bạn. Khi các bạn di chuyển ở trong siêu thị hay ngoài đường những khu dân cư đông đúc, thì những người mà đang sử dụng ứng dụng Bluezone khoảng cách từ dưới 2m hoặc trên 2m một tí thì nó sẽ cập nhật ngay vào máy của các bạn và nó sẽ theo dõi. Và ví dụ như cái trường hợp mà các bạn đã tiếp xúc với người bị mắc Bluezone, bị mắc Covid-19 mà có sử dụng ứng dụng Bluezone, mà sau này người ta nhỡ mắc Covid-19 thì cái mã số ấy sẽ được người quản lý điều hành ứng dụng Bluezone của Bộ Y tế sẽ nhập vào hệ thống và nó sẽ thông báo cho những cái đối tượng mà đã tiếp xúc với người đó trong khoảng cách dưới 2m và tiếp xúc khoảng thời gian bao lâu là thuộc diện tình nghi là F mấy, và họ sẽ đưa ra cái thông báo và khuyến cáo cho các bạn. Chúng ta sẽ bấm OK. Các bạn sẽ bật Bluetooth lên. Các bạn ấn quay ra. Thì cả
bạn có thể là hàng ngày, sau khi một ngày nó các bạn chỉ cần bật Bluetooth lên thôi, còn các bạn không phải bật Wi-Fi lên làm gì cả, tối về các bạn bật cũng được. Đó thì hàng ngày các bạn đi làm thì nó sẽ liên tục cập nhật là những ai tiếp xúc với bạn từng mã số, thì các bạn có bị dính hay không ấy, thì khi các bạn mở ứng dụng lên hoặc bật tắt ứng dụng lên ấy, thì nó sẽ hiện là bạn chưa tiếp xúc với trường hợp nào là F0 hoặc là F1 gì đó. Rồi, cái video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với các bạn về cách tải cái ứng dụng Bluezone như thế nào và cái cách cài đặt rất là đơn giản đúng không ạ? Thì trên đây là video của mình muốn chia sẻ với các bạn, hãy cùng chung tay, cùng chính quyền, cùng Bộ Y tế, cùng tất cả mọi người, chúng ta hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 các bạn nhé. Rồi, video của mình chia sẻ với các bạn đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.